Trà Ngọc Hằng gây sốc khi mặc váy xẻ quá hông. Chân dài không hề cảm thấy ngại ngùng về bộ cánh táo bạo có nguy cơ lộ vùng nhạy cảm. Tối ngày 16 tháng 7, Trà Ngọc Hằng bước xuống từ xế hộp tiền tỷ khi đến địa điểm diễn một event trong vai trò giám khảo. Cô gây sốc khi diện bộ đầm xẻ quá hông, khoe trọn đôi chân dài nụt nà. Tuy nhiên, việc để hở phần hông này khiêu khích khiến cô gặp khó khăn trong việc di chuyển bởi rất dễ lộ vùng nhạy cảm. Trà Ngọc Hằng vốn được biết đến là chân dài yêu thích phong cách sexy. Cô không ngại khoe đường cong trong mỗi lần xuất hiện ở event và sân khấu ca nhạc. Trên ghế nóng, bộ cánh trễ nại khoét sâu vòng 1 còn giúp cô hở trọn một phần ngực đại đặn. Cô làm giám khảo cùng với người đẹp Phan Thị Mơ. Tại sự kiện này, Trà Ngọc Hằng còn đỏ vẻ nóng bỏng với Hoa hậu Quý bà Hoàng Thị Yến và hot girl Milan Phạm. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.